Lý kỳ chuyện cụ bà vừa cưới người chồng thứ 23 ở tuổi 116. Mặc dù đã 116 tuổi, nhưng cụ bà Met Wukun Indonesia vẫn đầy sức hấp dẫn với đàn ông. Cụ bà Metwakeldo 116 tuổi sống tại làng Bukit Tokbat, bang Kelantan, đông bắc Malaysia đã trở nên nổi tiếng không chỉ bởi sống thọ mà còn bởi danh sách cuộc hôn nhân dài dằng dặc. Cụ bà Kundo đã từng kết hôn 22 lần, nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Năm 2005, cụ bà Kunda đã khiến dư luận mắt trọn mắt dẹt khi quyết định kết hôn với người chồng thứ 23 là anh Muhammad Nojimusa, sinh năm 1972. Điều đó có nghĩa là anh Musa kém vợ mình tới tận 70 tuổi. Sự việc này đã gây chấn động báo giới, khiến cho những hãng thông tấn lớn như là CNN, AFP, BBC cũng đồng loạt đưa tin. Theo đó, cụ bà Kundo gặp phi công trẻ Musa khi anh này tới thuê nhà trọ của cụ bà ở bang Terengganu, Indonesia. Thế rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cụ bà Kundo và anh Musa bắt đầu tiến tới hẹn hò, sau đó quyết định kết hôn vào năm 2005. Khi đó, cụ bà Kundo đã 103 tuổi, trong khi anh Musa chỉ mới 33 tuổi. Đây cũng là cuộc hôn nhân đầu tiên của anh Musa, trong khi với cụ bà Kondo thì đây là lần lên xe hoa thứ 23. Nói về nhân duyên kỳ lạ của mình, anh Musa cho biết, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ cụ bà Kondo, anh đã có cảm giác thân thuộc như gia đình. Anh cảm thấy thương bà Kundo vì phải sống một mình không có con cái bên cạnh chăm sóc. Lâu dần, tình thương chuyển thành tình yêu lúc nào không hay anh Musa cũng vấp phải nhiều lời chỉ trích phản đối của những người xung quanh. Nhiều người nghi ngờ tình cảm của anh và nói rằng anh đến với cụ bà Kundo chỉ vì bà có nơi ở ổn định, còn anh Musa thì đang thất nghiệp và không có nơi ăn chốn ở. Tuy nhiên, phi công trẻ một mực khẳng định, tôi đến với bà ấy không phải vì tiền, bà ấy rất nghèo. Sau khi kết hôn được một thời gian, anh Musa đã tham gia một chương trình cai nghiện ma túy ở Kuala Lumpur. Đế cụ bà Quinda sống cô đơn một mình tại ngôi làng Kampung Bukit Tokpat, bang Terengganu, Indonesia. Lo sợ chồng trẻ có thể bỏ mình khi chương trình cai nghiện kết thúc, bà Quinda đã lặng lội lên thăm chồng mỗi khi có cơ hội. Trong suốt 18 tháng ở trại cai nghiện, Musa được vợ đến thăm năm lần anh tự nhủ phải cố gắng cai nghiện thành công để sớm về với vợ cụ bà cho biết mặc dù cảm thấy không yên tâm nhưng cụ sẵn sàng chờ đợi chồng mà không nghĩ tới một người đàn ông nào khác cụ cũng nói cụ không có ý định tìm kiếm một người đàn ông đẹp trai nhưng cần một ai đó bên cụ suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời tôi nhận ra rằng mình đã trở thành một người phụ nữ già cả tôi không còn là một cô gái trẻ hay là sở hữu một thân hình gợi cảm để hấp dẫn ai đó ý định tái hôn của tôi là để bù đắp nỗi cô đơn và chỉ thế thôi mà được biết sở dĩ quân đo dù tuổi đã cao da dễ nhăn nheo người đã còng đi lại khó khăn nhưng vẫn có sức hút với những người chồng trẻ là bởi bà có bí kíp riêng để giữ gìn tình yêu và đức lăng quân của mình một trong những bí quyết của bà đó là nấu ăn thật ngon và đừng càng nhằn với chồng quá nhiều bởi đó là liều thuốc độc giết chết tình yêu bí quyết thứ hai của cụ quân đo là một phương pháp xoa bóp gia truyền Cô không tiết lộ nhiều về phương pháp này. Bên cạnh đó, bà cũng cho rằng việc giữ bản thân luôn sạch sẽ gọn gàng cũng sẽ làm cho người bạn đời không cảm thấy chán nản. Cặp đôi dự tính nhận con nuôi để hạnh phúc thêm trọn vẹn bởi quân Đo không thể sinh con được nữa. Được biết, cụ Quân không bao giờ nói về các cuộc hôn nhân trước đó, cũng như không tiết lộ cụ có bao nhiêu người con. Cụ chỉ nói là con cái đều đã có tuổi và đang sống cùng với các cháu. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!